Sáu thức viên thông về nhãn thức. Xá Lợi Phất. Kinh văn: Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con từ nhiều kiếp lâu xa đến nay, thấy chỗ của con được thanh tịnh. Tuy con thọ sanh nhiều đời như các sông Hằng, mà đối với các pháp biến hóa trong thế gian và suốt thế gian, hãy con thấy được là liền thông suốt, được điều không chướng ngại. Giảng giải: Tên của mẹ ngài Xá Lợi Phất là Sari, và tên ngài có nghĩa là con của Sari Thu Tử, có nghĩa là loài chim diệt. Ngài là người có trí huệ đệ nhất. Khi Xá Lợi Phất còn ở trong thai mẹ, người mẹ thường thắng cuộc mỗi khi tranh luận với anh mình là Câu Hy La. Cầu của Xá Lợi Phất: Câu Hy La biết em gái mình đang hoài thai một đứa bé thông minh xuất chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con từ nhiều kiếp lâu xa đến nay, chỗ thấy của con được thanh tịnh. Tuy con thọ sanh nhiều đời như các sông Hằng, mà đối với các pháp biến hóa trong thế gian và suốt thế gian, hãy con thấy được là liền thông suốt, được điều không chướng ngại. Con có thể trình bày ngay về các sự việc như thế nào, dù ở tầm mức thông thường hay vào mức độ nguyên bát, con đều đạt được sự vô chướng ngại. Kinh văn: Con gặp anh em Ca Diếp Ba ở giữa đường, cùng đi theo họ. Họ nói về thuyết nhân duyên, con ngộ được tâm không có bờ mé. Giảng giải: Con gặp anh em Ca Diếp Ba ở giữa đường. Khi anh em Ca Diếp Ba cùng đi với con, nghe họ nói về thuyết nhân duyên. Nhờ nghe được thuyết nhân duyên, con trở nên được giác ngộ, và con ngộ được tâm không có bờ mé. Trước khi Xá Lợi Phất xuất gia, ông gặp Mã Thắng. Khi cùng đi trên đường, Mã Thắng là một trong năm anh em Kiều Trần Na được Đức Phật chuyển pháp luân trước hết ở Dường Na, Lộc Giả Quyển. Xá Lợi Phất thấy Mã Thắng đang đi với dáng dấp đầy oai nghi, nghiêm túc khả kính, mắt không liếc nhìn cảnh vật, tai không nghe trộm chuyện gì. Ông ta không lén trốn qua bên đường để ngắm nhìn người ta, và không lắng nghe những gì họ đang bàn tán. Mắt ông ta nhìn sống mũi, mũi nhìn miệng, miệng chú ý đến tim. Trước đó, Xá Lợi Phất đã thọ giáo với một ngoại đạo gọi là Sa Nhân Phạm Chí. Sau khi vị này qua đời, ông không còn biết học với ai. Đó là khi ông gặp Mã Thắng ở trên đường và thán phục oai nghi đoan nghiêm của Tỷ Khưu này. Xá Lợi Phất hỏi Tỷ Khưu Mã Thắng: Oai nghi của ông thật trang nghiêm, thầy của ông là vị nào? Tỷ Khưu Mã Thắng trả lời bằng bài kệ: Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn, thường tác như thị thuyết. Khi Xá Lợi Phất nghe bài kệ này, ngài liền giác ngộ và chứng được sơ quả A-la-hán. Ngài liền trở về trụ xứ của mình và nói lại bài kệ ấy cho Mục Kiền Liên nghe. Khi Mục Kiền Liên nghe được bài kệ ấy, ngài cũng chứng ngộ. Rồi cả hai dẫn 200 đệ tử của mình đến quy y với Đức Phật. Họ cùng xuất gia và trở thành tăng chúng trong giáo đoàn của Đức Phật. Đó là điều được kể lại ở một nơi khác. Ở đây kinh văn nói rằng Xá Lợi Phất gặp anh em ông Ca Diếp Ba, vì có bản kinh nói rằng Xá Lợi Phất gặp anh em ông Ca Diếp Ba, và có bản kinh đã nói rằng Xá Lợi Phất gặp Tỷ Khưu Mã Thắng. Tôi nghĩ rằng Xá Lợi Phất đã gặp cả hai vị ấy. Anh em ông Ca Diếp Ba và Tỷ Khưu Mã Thắng lúc ấy đều cùng đi trên đường. Lưu ý rằng kinh nói cùng đi với các huynh đệ. Huynh đệ không có nghĩa là chỉ có anh em ông Ca Diếp Ba, mà gồm có cả Tỷ Khưu Mã Thắng, vốn là một pháp hữu. Họ đang bàn luận về thuyết nhân duyên. Và một vị nói: Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, thị danh di giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Có lẽ là khi Xá Lợi Phất nghe bài kệ trên, ông ta liền hỏi: Ông nói điều gì vậy? Ai là thầy của ông? Và Tỷ Khưu Mã Thắng nói bài kệ ấy. Xá Lợi Phất nghe xong liền được giác ngộ. Sau đó Xá Lợi Phất trở về kể cho Mục Kiền Liên, và cả hai cùng đến quy y với Đức Phật. Kinh văn: Con theo Phật xuất gia, cái thấy biết của con trở nên sáng suốt viên mãn, được đại vô úy.
và trở thành bậc A-la-hán, là một trong những trưởng tử của Đức Phật, từ viên Phật mà sinh ra, từ pháp Phật mà hóa sinh. Giảng giải: con theo Phật xuất gia, cái thấy biết của con trở nên sáng suốt viên mãn, tính thấy của Xá Lợi Phất trở thành thể giác ngộ viên mãn. Con được pháp đại vô úy và trở thành bậc A-la-hán, là một trong những trưởng tử của Đức Phật, từ viên Phật mà sinh ra, từ pháp Phật mà hóa sinh. Trong số các đệ tử của Đức Phật, Xá Lợi Phất thuộc hàng đệ tử lớn nhất. Kinh văn: Đức Phật hỏi về viên thông. Như sở chứng của con, tính thấy của tâm thể phát ra sáng suốt, cùng tột các tri kiến, đó là bậc nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về viên thông, như sở chứng của con, Xá Lợi Phất, tính thấy của tâm thể phát ra sáng suốt, cùng tột các tri kiến, đó là bậc nhất. Khi tính sáng suốt của tâm thể phát huy đến cực điểm, thì tính thấy và tính biết trở thành không. Đây là phương pháp tu tập đạt đến viên thông tối thắng nhất. Ha ha ha, 问什么的所恨